thì em có thể giúp đỡ được phụ nữ. Nói gì nữa không? Đừng có tính cách đàn ông quá. Đừng có đàn ông quá là sao? Em không thích phụ nữ mà xã giao nhiều, rượu bia rồi là em không thích. Thôi. Thì nói chung là phụ nữ thì nhậu nhẹt suốt ngày thì cũng không tốt. Dạ. Giờ anh có thấy đòi hỏi của em có khó quá với anh không? À, không, bởi vì những cái đó anh có thể làm được. Làm được đúng không? Tại vì em hứa là những lời nói của anh trên chương trình nó sẽ ghi âm lại. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia ạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Huỳnh Thiên, năm nay 30 tuổi. Em đến từ Phan Thiết, Bình Thuận. Bình Thuận giờ Thiên đang làm đâu? Dạ hiện tại em đang làm công tác ở Bến Tre, thành phố Bến Tre. Em làm công tác an toàn lao động. Nhưng mình quê Bình Thuận mình làm Bến Tre, mình ở Bến Tre với ai? Dạ em ở chung với công ty. À công ty luôn hả? Dạ. Rồi nhưng mà mời nhà gái. Dạ đầu tiên em xin kính chào anh Nguyễn Linh, chị Ngọc Lan và bạn bên kia. Chào em. Khán giả. Em tên là Nguyễn Kim Ngọc, sinh năm 91, quê ở Cà Mau, hiện tại làm việc ở thành phố Cà Mau. Em làm công việc gì? À, em làm nhân viên kế toán cho công ty Ton và tư vấn viên bảo hiểm. Coi như là hai bạn ở miền Tây luôn đó. Rồi em trước thì em cũng có đăng ký chương trình này 5 năm trước. Ôi. Nhưng mà có một sự cố là em không đến ghi hình được. Tất cả nó đều là duyên số hết. Dạ. Ông trời sắp đặt em ngày hôm nay phải ở đây để gặp bạn trai bên kia. Cái bạn hôm trước mà thế chỗ em đó, giờ ta có hai con rồi đó em. Giờ ta có hai con rồi đó em. Dạ. Nhưng mà không phải duyên số của bạn ấy. Thì đúng rồi. Thôi, hôm nay hy vọng rằng chúng ta sẽ nói liền với cái duyên 5 năm trước nha. Dạ. Em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em có thể làm được công việc nhà. Từ nhỏ giờ là em cũng không có vướng vào những cái tập xấu của xã hội như không chơi bời rồi đàn đúm nhậu nhẹt á. Em không hút thuốc luôn. Có đàn đúm không? Dạ không. Có đàn không? Dạ có, đàn thì em biết chơi nhạc cụ. À có đàn, có đúm không? Dạ không. Không không. Có tật xấu gì không Thiên? Dạ thì bên cạnh đó thì cũng sinh ra nhược điểm như là em nhút nhát về vấn đề giao tiếp. Ví dụ em nhậu nhẹt rồi mời ly một bia đó là em rất là kém vấn đề đó. Hoặc là em nói năng không được lưu loát. Rồi mà nhà gái? Nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm nào. Ưu điểm của em thì rất là vui vẻ, hòa đồng. Có thể biết nấu ăn, quan tâm người khác. Rồi nhược điểm của em thì tính em hay thẳng á, nên dễ hay bị mất lòng người khác. Do công việc em nhiều quá nên không có thời gian để hẹn hò. Là từ xưa giờ chưa mối tình nào hết? Dạ em có hai mối tình nhưng mà cũng đã trải qua rất là nhiều năm rồi. Một mối thì 7 năm, còn một mối cũng 2-3 năm nay, nên em cũng hơi khó tìm được một người để cho mình chia sẻ. Tức là em quen một mối tình 7 năm luôn đó hả? Thời gian 7 năm nhưng mà tại vì em quen khoảng 1 năm mà cũng dự định là cưới. Nhưng mà tại cũng không hợp với gia đình bên đàn trai á. Em trai mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2 mối tình. Dài không? Dạ cũng ngắn. Mối tình đầu tiên của em thì khi mà em học ra trường xong rồi thì em đi nghĩa vụ. Nghĩa vụ xong rồi thì em sẽ đi vào Sài Gòn làm, thì em cũng có quen một bạn. Mấy năm? Dạ em quen được cũng gần 2 năm. Do em cũng vừa mới lập nghiệp á, và bạn đó cũng vừa học năm cuối đó, đại học á, mà hai người không có tiến tới được bởi vì em cũng chưa có chững chạc lắm. Chưa có sự nghiệp đúng không? Dạ chưa có sự nghiệp. Ừ. Giờ có sự nghiệp chưa? Thì giờ có rồi ạ. Bây giờ nhà trai xin hỏi nhà gái là mình muốn có một mẫu hình lý tưởng một người chồng như thế nào? Một người biết quan tâm, chia sẻ, có công việc ổn định, một người có đạo đức tốt, một người con có hiếu trong gia đình. Đủ rồi, vậy là đủ luôn rồi. Muốn cao, thấp, mập người đó luôn. Phải cao khoảng 1m6 trở lên. Để chị Lan qua. Dư. Dạ. Cao thì dư chào rồi đó. Chào nhà trai. Trời ơi em ơi, ngon lành. Có cái gì mà em không thích ở đàn ông? Không hút thuốc. Rồi gì nữa? Uống rượu thì ít thôi. Nhưng có thể là người đó thật thà một chút. Ít nói dối cho em. Rồi, chị Lan qua, chị Lan hỏi. Có hút thuốc không? Không. Dạ không. Thật thà không? Em là người chân thành, em thích mỗi người bạn gái chân thành thì em cũng sẽ như vậy để với bạn gái. Nói chứ phụ nữ người ta không cần gì cả, chỉ cần một người biết quan tâm, chia sẻ và quan trọng là thành thật với nhau. Nói vậy thôi chứ mấy cô cứ nói em chỉ cần thành thật chia sẻ, về ta thành thật chia sẻ nói tôi cần tiền nữa. Tôi cần tiền nữa. Thì có, đi làm có nhiều tiền thành thật khai báo người ta. Đi làm 10 đồng mà về khai có 2 đồng mà biết sao ta, người ta phải làm cần 10 đồng, đưa 10 đồng đó. Thành thật là vậy. Đưa 10 đồng nó chưa đủ tôi son phấn nữa.
sao những yêu cầu của nhà gái em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, nếu mà yêu cầu của nhà gái vậy em có thể đáp ứng được cỡ 80-90%. Giỏi, vậy là được rồi. Thế thì còn ở phía bản thân em cần một người con gái như thế nào nè? Dạ, em cũng suy nghĩ với bạn gái là em cần một người chân thành với em, thật thà với em. Có thể là làm được công việc nhà, cứ để họ chia sẻ lẫn nhau. Em thì giỏi công việc nhà thì em có thể giúp đỡ được phụ nữ. Nói gì nữa không? Đừng có tính cách đàn ông quá. Đừng có đàn ông quá là sao? Em không thích phụ nữ mà xã giao nhiều, rượu bia rồi là em không thích. Thôi. Thì nói chung là phụ nữ thì nhậu nhẹt suốt ngày thì cũng không tốt. Dạ. Giao thiệp bên ngoài nhiều quá thì nó cũng có những cái mặt hạn chế, nó cũng không tốt lắm. Nhưng mà phụ nữ có một chút xíu đàn ông trong người rất hay. Họ mạnh mẽ, họ tự lập được. Dạ, cái đó em chấp nhận. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với người thân để cho nó rõ hơn. Nhà gái đi với ai? Dạ, em lên có một mình. Để cho chị Lan lo. Nhà trai chị Lan thấy được lắm, ngon lắm. Dạ. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với anh hai của em ạ. À, vậy hả? Dạ, chào nhà trai. Em chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan với các bạn trong khán phòng ngày hôm nay. Chào em. Dạ, em là Thông, em là anh trai của Thiên. Anh ruột hả anh hả? Dạ, anh ruột. Dạ. Em theo Thiên từ nhỏ tới giờ. Hai anh em cũng vô trong Sài Gòn học rồi, bây giờ Thiên có công việc thì Thiên cũng hay đi đây đó theo công trình đó. Nhưng bây giờ thì lâu lâu thì anh em gặp nhau một lần. Tính Thiên rất là tự lập, rồi ở nhà thì rất là ngoan, rất là thương mẹ. Anh thấy nhà gái của em sao anh? Nhà gái thì em thấy bạn hiền, dễ thương, có vẻ là hợp với tính của Thiên. Em cảm ơn anh. Trời, cảm ơn nhà trai. Bây giờ thôi mở rào cho hai bạn tiếp xúc nhau đi. Mở rào. Chạy mềm dễ luôn. Hiền á. Chuyện còn lại là của Thiên đó. Rất vui gặp em. Hôm nay thì anh có món quà tặng. Ơn Ngọc, cảm ơn anh. Tại vì Ngọc đi xe quá, vội quá, không có chuẩn bị quà cho anh kịp. Anh thông cảm với em. Sao hai bạn nhìn coi giống hình mẫu lý tưởng của mình? Anh nhìn Ngọc như thế nào? Lần tiên thì anh thấy em là hiền dễ thương. Nãy anh nói không thích phụ nữ ngoại giao á, nhưng mà công việc của em á là hầu như là ngoại giao á. Nhưng mà em cũng biết chừng mực, không phải là nhậu hay là gì, nhưng mà công việc em là có phải đi sáng nhiều khuya. Anh có chấp nhận vậy được không? Nếu mà em bị công việc thì anh chấp nhận. Có chấp nhận là yêu xa hay không? Anh thì ở Phan Thiết, Bình Thuận, miền Trung, thì nếu mà em ở Cà Mau vậy thì còn cách xa, nhưng mà anh vẫn chấp nhận được. Ví dụ anh sẽ sắp xếp tí là mình không gặp nhau thường xuyên hoặc nhiều thôi, nhưng mà anh vẫn có thể thời gian tự nhiên cho em. Ví dụ như anh hiện tại anh trong công tác ở Bến Tre thì anh có thể xin phép nghỉ 2 ngày hoặc 1 ngày đó, anh bắt xe về Cà Mau hoặc là anh chạy xe máy về anh thăm em được. Dạ, thì nói chung là em thì không quan niệm là yêu xa hay yêu gần, nhưng mà quan trọng là hai người có sự tin tưởng với nhau. Rồi anh có muốn làm rể Cà Mau không? Một nơi rất là xa nha. Bỏ rễ. Không, nó không phải là bắt rễ mà là có muốn làm rễ không thôi. Vợ mình nha, người phụ nữ mình muốn ở đâu thì sẽ chỉ nhường nhịn bạn theo ý của bạn. Đó, dễ vậy đó. Dạ, nhưng mà gia đình anh có bắt buộc phải làm dâu không? Không, gia đình anh cũng dễ lắm. Nhưng mà anh là con mấy trong gia đình? Anh là con út trong gia đình. Bố mẹ có quan niệm là ở chung với con trai út không? Không. Em thì bình thường làm dâu thì em vẫn chấp nhận, miễn sao chỗ đó có công việc thuận tiện là em sẽ làm. Em sẵn sàng đổi công việc, chuyển công tác. Nhưng mà quan trọng là người cùng với mình đi đồng hành là phải hiểu mình, thông cảm mình. Gia đình anh có quan niệm về tuổi tác không, hay là nhỏ hơn hay lớn hơn không? Không, anh không. Bởi vì người yêu trước của anh cũng lớn tuổi hơn anh. Rồi, ví dụ như anh đi làm hay là đi đâu đó công tác, ví dụ như em nhanh là thật sự mà tiến tới mà nó quen á, mình tìm hiểu sau thì anh cứ nói với em là anh đi công tác, phải thông báo cho em được không? Được, cái vấn đề đó đơn giản mà. Anh vẫn thích chị bởi vì người ta làm như vậy có thể người ta quan tâm đến mình, nhớ đến mình. Thì anh cũng... Anh có ngại là phụ nữ là tối ngày lo kiếm tiền không? Thời gian để dành đi kiếm tiền không? Anh nghĩ là kiếm tiền cũng tốt, nhưng mà phụ nữ cho dù yêu nhau được đi nữa thì mình vẫn dành tình cảm với hai người quan trọng nhất là vợ, tình cảnh vợ chồng. Tại em là một người con rất là có hiếu trong gia đình, nên em cũng muốn một người bạn của em sau này cũng coi xem mẹ em như là mẹ ruột. Mặc dù là mẹ em có sai hay là nói gì đó thì vẫn vui vẻ. Ví dụ vẫn vui vẻ và nhận khuyết điểm, mặc dù là mình không có. Em chỉ cần như vậy là được. Anh có làm được không? Anh tự tin là anh sẽ làm được. Dạ. Rồi giờ về nhà nè, kinh tế ai giữ nè, con ai giữ nè, nhà cửa ai dọn nè, đó, phân công nhau luôn đi, cho rõ ràng luôn đi. Em là phụ nữ thì anh sẽ ưu tiên quyền kinh tế, tài chính cho em giữ.
anh có tin tưởng là đưa hết tài chính cho em giữ không? Nếu mà sao, nếu mà yêu em và anh, tất nhiên là anh sẽ tin tưởng em. Anh cần em là chân thành với anh và thật lòng với anh là đủ. Em rất là có sự minh bạch trong chuyện đó. Ví dụ như tiền chi như thế nào, chi làm như thế nào, em rất là rõ ràng. Anh đồng ý. Đó. Anh có muốn cùng em đi du lịch không? Có. Anh có thấy đòi hỏi của em có khó quá với anh không? À, không, bởi vì những cái đó anh có thể làm được. Làm được đúng không? Tại vì em hứa là những lời nói của anh trên chương trình nó sẽ ghi âm lại. Có ghi đó. Ghi hình luôn đó em, chứ không phải ghi âm đâu. Rồi anh quen em một thời gian rồi, khi nào để anh dắt em về nhà ra mắt gia đình chưa? Nếu mà em sẵn sàng về ra mắt gia đình anh thì lúc đó anh sẽ dẫn em về gia đình anh. Nếu mà em về gia đình anh chơi xong rồi gia đình anh cảm thấy con bé đó chắc không được đâu, con chia tay đi, rồi anh nghĩ như thế nào? Gia đình anh không, sẽ không có hành động như vậy, bởi vì gia đình anh sống anh hiểu. Chắc là dễ, cho dù có bạn đối nữa thì cái đó là phụ thuộc vào anh. Rồi ví dụ như em về nhà anh, gia đình anh đồng ý, rồi anh có muốn là xuống gặp gia đình em không, gia đình của anh á? Có chứ, nếu mà anh được thì hai bên thì anh có thể dẫn mẹ anh về Cà Mau chơi thăm gia đình em. Nếu mà về nhà thì bao lâu nữa mình tiến tới xa hơn? Anh nghĩ là trong vòng 2 năm hoặc là có tùy vào điều kiện hoàn cảnh kinh tế, mà trong vòng 2 năm. Bây giờ là điều kiện anh kinh tế có thể đủ nuôi em chưa? Đủ nuôi em và một đứa con. Dạ. Còn nhưng mà đủ thôi chứ không, chưa có khá giả. Không, em chỉ cần đủ thôi chứ không, em không còn dư mà. Chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được rồi. Đủ. Anh thấy em có khó không? Ở nhà em nói em là rất là khó tính và khó chịu. Nói chung là rất là khó tính luôn á. Trong chuyện mà để tìm một người bạn á, anh có dám vượt qua cái nỗi khó của em không? Được. Em hy vọng anh sẽ làm được điều đó. Vì anh cũng là người cam chịu quá. Cho dù em có mắng quát anh cái nào thì anh cũng ngồi lắng nghe rồi, em. Rồi em còn một câu hỏi cuối cùng nha. Ví dụ như anh quen em là em không muốn hỏi về quá khứ. Ví dụ anh hỏi em cũng trả lời, nhưng mà anh có ghen gì cái đó không? Ghen thì dĩ nhiên là anh, nếu mà anh biết là khó cứu với ai thì anh cũng ghen hết. Nhưng mà anh có thể mình có hiểu được và thông cảm. Cái quan trọng là mình hiểu được và mình thông cảm. Giải cứu thằng bé đi. Anh còn 1000 câu hỏi nên em có trả lời hết không? Dạ. Tấn công tội nghiệp nó quá. Hỏi hỏi xanh mặt hết trơn rồi. Tôi bảo đảm hỏi 1000 câu nữa thì chàng trai tôi cũng ok hết. Đúng rồi, chàng trai này là quá hiền và quá dễ. Chịu hết luôn. Mà thậm chí cô này hỏi chưa chắc cô này nghe được cô anh này nói. Hỏi gì? Chưa kịp trả lời. Hỏi chưa kịp trả lời là bà hỏi câu thứ hai rồi. Tôi thấy chàng trai tôi là cứng đó, hỏi gì cũng trả lời chứ. Đúng rồi. Ok chứ. Được quá đúng không? Thấy là nhà trai tôi sao? Dạ được. Được đúng không? Được quá được chứ. Thôi chương trình hỏi đáp đã hết. Chúng ta tới chương trình văn nghệ. Em có thích nhạc không? Dạ thích. Anh thì thích nhạc cổ điển, anh thì không có thích nhạc trẻ. Nên anh cũng muốn người phụ nữ mình là hiểu mình và có thể cùng sở thích của mình. Tới đây thì em tặng bạn gái và tất cả mọi người trong đây một bản nhạc cổ điển mang tên Natalia. Thôi, Natalia. Thôi. Wow. Chê điểm nào không mọi người? Có không hỏi chê nào điểm nào hết. Dạ thôi. Có hỏi thêm nữa không? Em có thích không ạ? Dạ có, là thích. Em cảm ơn anh đã tặng cho em bản nhạc. Bây giờ vậy đi, sau khi đàn hát xong chúng ta giao lưu về mặt cảm xúc nào. Mời em trai đứng dậy. Cho nắm tay được ha. Nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau. Cảm xúc khi nắm tay bạn gái thế nào? Tay bạn lạnh. Lạnh. Về cảm xúc đó, cảm xúc trước cái lạnh như thế nào? Em thấy bạn
rung mà có thể là em hiểu được bạn trải qua nhiều cái tổn thương. Em cũng muốn vá lành những cái tổn thương đó không? Dạ muốn. Muốn hả? Dạ, bây giờ sẽ, thấy... có thể là anh sẽ bù đắp cho em những cảm xúc, có những cái nỗi buồn, có vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì em cứ đi hàng anh, thì anh sẽ ở bên cạnh em đó. Em hy vọng là điều đó sẽ khó thành hiện thực. Rồi, trở về vị trí các bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy trân trọng giây phút này. Hãy hỏi ít lại chút xíu. Hãy giao lưu tình cảm là chính. Hãy nhìn bằng ánh mắt. Hãy hiểu từ trái tim đến trái tim nha. Dạ. Anh nghĩ rằng với chàng trai này thì đủ để chúng ta có lòng tin với những sự chân thành của anh ấy. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ, trường quay hôm nay. Dạ, em là Bùi Duy Trường. Em năm nay 30 tuổi. Em quê gốc ở Nam Định. Và em đã sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Nhà em ở quận mấy? Dạ, nhà em quận 7. Quận 7 hả? Dạ. Rồi em làm công việc gì? Dạ em là kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Được bao lâu rồi em? Dạ cũng được 5-6 năm rồi. Ồ vậy là cũng kinh nghiệm xây dựng nhiều lắm ha. Kinh nghiệm dạ. Ha. Em gái là ở quận mấy? Dạ em ở Tân Bình. Tân Bình, quận 7 với Tân Bình ha. Nửa tiếng là tới. Rồi ưu điểm, dạ. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em hả? Vui vẻ, hòa đồng. Em thì biết lo lắng cho người khác. Với vậy em chơi với bạn là em rất là nhiệt tình. Dạ. Em biết nấu ăn, biết làm công việc nhà cửa. Dạ. Khuyết điểm của em là nói nhiều. Em nói nhiều lắm, không biết bạn nam có chịu nổi em không. Em nói nhiều lắm, nhưng mà em vẫn biết tiết chế lại trong một số trường hợp. Dạ. Đó là khuyết điểm. Dạ đúng rồi chị. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là em không có nhậu nhẹt. Không không gì, không cờ bạc, không chè không. Dạ có, không không. À tụi đâu có chứ. Rồi không, không hút thuốc. Không hút thuốc. Quá tốt. Em cũng nói nhiều lắm. Hả? Nói nhiều luôn hả? Dạ. Ai nói ai nghe đây. Dạ nói thôi, qua nói anh lại nói chị. Thì em nghe. Em nói thành nghe. Dạ. Nhiều lúc không ai nghe mình mở máy thu âm ra nói cho nó nghe. Phát lại cũng được ha. Mình không có hút thuốc. Dạ. Mình có nhậu nhẹt không, uống bia không em? Dạ em không biết uống bia chị. Không biết chắc, gì hết luôn. Chắc anh phải luyện đi chứ em uống cũng nhiều lắm á. Hả? Uống nhiều là bao nhiêu? Hả? Chắc cũng khoảng 4-5 chai à. Nhưng mà nếu mà bạn nói bạn biết uống thì là nhiều hơn bạn đó rồi chị. Trời ơi. 4-5 chai là bình thường đó. 4-5 chai luôn đó hả? Chắc vậy á chị. Ở Sóc Trăng có rượu ST uống. Dạ không, em không biết uống rượu. Em sợ rượu. Là bạn trai không có uống được chai nào hết trơn hả em? Dạ em nhấp môi được chị. Rồi không có gì đi giao lưu đâu đó, chở bạn gái đi theo để bạn ấy bạn rước giùm. Đi theo uống sữa không à? Cà phê sữa này kia ha. Sữa đậu nành, sữa tươi rồi thôi ha. Rồi còn tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình dạ, rồi? Em trải qua 2 mối tình. Thì mối tình gần nhất của em là quen được 4 năm. 4 năm. Dạ, em mới chia tay cách đây 2 năm. Lý do tại sao chia tay 4 năm là cũng một thời gian khá dài. Dạ thì do em với bạn đó thì ở xa nhau. Rồi thời gian gặp thì cũng ít, với lại em thì trong lúc đó em đi học nên trong lúc quen thì em kiểu giống như một thói quen á chị, là cứ đi chơi rồi như vậy thì em không có thấy được cái tình yêu trong đó. Là em mới quyết định chia tay, hai người quyết định chia tay. Rồi em nghĩ là em không muốn phí thanh xuân. Làm vậy em lên chương trình này em muốn tìm lại thanh xuân. À, coi như không có bạn trai là mất tuổi thanh xuân đó nha quý vị. Phải có tình yêu mới có thanh xuân nha chưa. Rồi, bạn trai. Dạ, em có một mối tình. Dạ, thời sinh viên. Ồ, thì... lâu vậy đó hả? Dạ, tới giờ, từ đó tới giờ em chưa yêu ai. Cái mối tình đó là hai người quen lâu không? Dạ, cũng quen hết quãng đời sinh viên. Quãng đời sinh viên luôn? Dạ. Nhưng lý do tại sao chia tay? Dạ, em hư quá. Em cũng ham chơi này nọ, không có lo về cái sự nghiệp. Hồi nãy em đâu, em nói em đâu thấy không hư gì đâu mà giờ em hư là sao? Dạ em chơi cái khác. Chơi gì dữ hơn hả?
Rồi không nhậu nhẹt, không thuốc lá, chơi khác mà ra. Dạ không, em chỉ tụ tập bạn bè rồi đi cà phê cà pháo suốt ngày thôi. Vậy đâu phải chơi. Dạ, không chơi cái gì nó nặng lắm mới chia tay chứ. Không, nghĩa là em không có lo vào công việc á. À. À, thì cũng với lại cũng khoảng cách nữa, người đó cũng ở ngoài xa quá. Xa là ở đâu? Dạ Ninh Bình. Ninh Bình em ở quận 7. Dạ không, ngày trước là sinh viên khóa dưới. À, tức là chung trường nhưng mà quê xa đúng không? Dạ. Nhưng mà quen mấy năm vậy em? Dạ 3 năm anh. 3 năm. Từ lúc em chia tay bạn gái đó đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 5 năm rồi anh. 5 năm rồi. Không yêu ai hết. Dạ tại môi trường em đi đồng nghiệp em còn đực không anh. Thì yêu đực. Ý dạ. Rồi gặp con trai hoài rồi nó quen rồi sao? Dạ không sao anh. Em chẳng yêu được con gái mà. Giới tính rõ ràng không? Rõ anh. Chuẩn men không? Có anh. Có ha. Đi làm xa có ngủ chung với bạn trai không? Dạ có chị. Có ôm không? Dạ, lâu lâu rồi. Lâu lâu không? Thì đồng nghiệp mà anh. Không thường. Dạ. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ có, cả công trường em luôn chị. Trời đất ơi. Chết rồi. Đi không? Trời. Trời anh chị nhìn giùm em đi. Để chị nhìn, để chị nhìn coi. Che cái gì? Ủa đi công trường á hả? Dạ. Em kỹ sư xây dựng á hả? Dạ. Người ta đen thù lùi sao em trắng tinh vậy? Hả? Em bí quyết sao mà em đi ra công trường mà em trắng tinh vậy? Xài son phấn. Em bịt 8 lớp khẩu trang hả? Không chị, em là nửa văn phòng nửa công trường nên là... Em ngồi thẳng lưng lên coi. Men không? Dạ có. Trời ơi dạ có, sao mà nó yếu ớt dữ vậy trời? Dạ em bị run gì? Dạ rồi, uống sữa tươi nhưng mà đó béo chị. Tay béo chân vậy? Rồi cái này chị không có dám chắc chắn nha. Cái này em phải tự tính chứ em. Chị em nhìn mặc, bên ngoài là chị không dám chắc vậy? Chắn. Dạ màu tím. Màu tím. Áo màu tím nha cưng nha. Màu tím. Trời ơi nói nghe nè, em thích gái không? Có chị. Em thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Dạ mẫu người là người phụ nữ có râu hả? À, nói chung là biết chăm lo cho gia đình được rồi chị. Với lại ổn định về công việc. Rồi, cái đó bên đây ổn định rồi. Về ngoại hình á, để coi em có chăm chú đến cái ngoại hình người phụ nữ không? Dạ. Thích phụ nữ thì sao? Dạ, em quan trọng tính cách hơn vậy. Cách thôi. Cô nghi lắm à. Em tròn lắm nha anh. Rồi, bạn gái, bạn gái hơi tròn chút xíu được không? Dạ, được chị. À, chắc, bây giờ, chắc được không? Đám cưới rồi về ở đâu? Chừng nào đám cưới? Dạ... Tùy bạn nữ, em bao giờ mình được. Phải quyết định chừng nào đám cưới. Dạ luôn. Luôn cũng được. Dạ. Cưới vợ ở đâu? Dạ ở đây chị. Ở đây là ở đâu? Có nhà chưa? Nhà em bên quận 7, ở chung với ba mẹ. Với ba mẹ. À. Rồi làm dâu không? Ba mẹ khó không? Ba mẹ em si tin lắm chị. Si tin lắm hả? Dạ. Ba mẹ em cũng si tin lắm anh. Ba mẹ em còn, mẹ em còn nhảy được oppa cả năm sai đó. Ủa vậy hả? Dạ. Wow. Quá dữ, quá dữ. Dữ. Được. Rất là làm đẹp trai nha. Nhưng mà đó thì rất là đẹp trai, rất là trắng trẻo. Được chị, à. Em thích đẹp trai chị. Nhưng mà thì còn cái phần sau thì em phải tự lo. Nói vậy thôi chứ đàn trai. À cái phần mà men đó hả chị? Ừ, em không sao, em có máy test ở nhà. À vậy hả? Dạ rồi. Chị. Máy test. Ủa máy test là máy gì em? Dạ cái đó là bí mật anh. Test, tại anh vì bây giờ ủa, ai cũng cần test. Nằm à, chuẩn men luôn hả? À nam, chuẩn men, test giùm em. Máy test chuẩn men. Dạ, có test hả? Giùm em. Có. Bữa nào anh thử anh coi. Thôi anh xác định rồi, có hai đứa con rồi. Hai ba đứa con gì có rồi. Con chưa chắc là men nha chưa em. Chưa chắc rồi em. Vậy hả? Chắc thay, rồi. Thay đổi theo thời chưa gian chưa chắc em. Đó. Nhưng mà bảo đảm em nãy giờ chọc thằng trai bên đây cho vui thôi. Chứ chuẩn men. Dạ. À, anh nhìn hay lắm. Chuẩn men là chuẩn men. Còn sau này thay đổi sao anh không biết. À, sẵn anh Linh qua họ nói anh Linh nghe em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào em nói anh nghe luôn em đi. Hả? Em muốn tìm mẫu người cao, tại vì em rất là thích cao, em phải cải thiện nội giống anh. Mét mấy? À, khoảng 1m68 đến 1m7. Được, anh thấy được. Được anh. Được. Em thích mập. Gì vậy? Đã mập. Ý là tròn tròn đô con á. Tại vì em mập rồi, nếu mà đi với người ốm á, tự nhiên nhìn ra số 10 sao chị? Hả? Ra số 10 nếu thì đi người ốm ra số 10. Bên... À, chắc hai số 0 hả? Hai số 0 không có số 1. Bên này cũng tròn đó chứ không. Dạ, vừa vừa thôi chứ không tròn dạ, lắm đâu. Dạ. Thích gì em nữa? Thì không thích hút thuốc. Rồi yên dạ. Tâm. À, em hả? Thích hả? Phải biết nhậu tí tại vì con trai mà. Kỳ lạ. Có nhiều phụ nữ không thích chồng nhậu mà giờ thích chồng không, nhậu. Không, tại vì nhậu không phải là nhậu say bét rồi, không lo cho vợ con mà nhậu thì có chừng mực đi xã giao.
Nhiều khi hai cái bạn bè, hai vợ chồng nhắm môi đó, uống với nhau một ly đúng dễ rồi, nói chuyện đúng rồi, dễ nói chuyện hơn. Có bia vô thì giờ em muốn uống nhiều nó nhắm môi thôi, nhắm môi lon cũng được. Sao nhắm môi lon được, nhắm môi là nhắm môi, có cái môi vô thôi. À, em không thích điều gì ở người đàn ông? Em không thích gia trưởng. Dạ. Chắc không gia trưởng nổi đâu. Ngát lắm. Gì nữa? Có ghen không? Đẹp trai lắm nha. Đúng rồi. À, em hả? Em hơi ghen á nha. Nếu em ghen em làm gì? À, em hả? Em khả năng im lặng em cao lắm. Em nói nhiều nhưng mà khi mà em giận lên á là em không có nói gì hết á. Em im lặng à. Được. Em thấy anh ấy chở cô gái đi em làm gì? À, em thấy con chở cô gái đúng không? Thì về nhà em hỏi. Em hỏi là đi với ai? Nếu mà nói đi với con gái thì nó được rồi, vậy là anh men rồi. Được. Vậy là yên tâm nha, cứ đi với con gái là men. Có đi con gái là men, còn nếu mà đi nam không à, em hơi sợ. Rồi được rồi, bây giờ hỏi thêm ý kiến người thân đi, hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với xe 16 chỗ ngồi, nguyên gia đình em lên. Tại vì gia đình em nôn lắm chị. Gia đình ở dưới Sóc Trăng lên hả? Đúng rồi. Nguyên gia đình luôn. Đúng rồi chị. Rất là có tâm. Đây ba mẹ em với cô em. Ba với mẹ, bà nội em. Bà nội luôn. Dạ, dạ. Con chào nội. Dạ cho con cái micro đại diện gia đình mình ạ. À. Chào cả nhà Mỹ Tú Sóc Trăng. Em phải không? Dạ đúng rồi, cái đó là mẹ em. Dạ, chào cô. Chào anh Cát Tường và chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn nam và quý vị khán giả trong trường quay. À, đây là mẹ của Bố Trăng. Thấy con rể thì, tương lai mình sao? Thì thấy cũng được. À, bản tánh thì nói thì thấy cũng được. Cũng được là sao? Hiền lành hả mẹ? Thấy cũng hiền lành và cũng biết ở Sóc Trăng mình làm gì cô? Nhà thì bán quán thôi. Bán quán hả? Dạ. Bán được không? Thì phụ bán quán được không? Bán quán cà phê. Dạ. Thôi đi, nói chuyện với cô đi. Cô thấy con sao, con bán quán được không sao đó? Hỏi đi. Hỏi luôn em. Ừ, hỏi luôn đi. Dạ cô, em chưa gặp bên kia mà. Thì bây giờ mình gặp người lớn trước nè. Dạ. Có bà dạ. Nội rồi nữa kìa. Chào bà nội, chào ba, chào mẹ. Chào nội, chào cả nhà. Dạ, cho con về Sóc Trăng bán quán được không ạ? Bà nội, nội có ý kiến gì không nội? Cho con bà nội nói một câu cháu rể tương lai vậy nội. Dạ, chào cô. Đây cô em. Cô đúng không? Dạ, cô được. Dạ, chào cô. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ, cô để cái micro sát vô cô. Dạ. Thì thấy bạn trai này cũng hợp với chân, thì nếu mà hai người mấy thì cho nhau cơ hội thấy cũng được. Giờ hỏi kiến người cao tuổi nhất nào mà nội. Hỏi đi, hỏi cầm micro đi nội. Hỏi nội đi, nội có coi chương trình bạn của em không nội? Nội ơi, Nguyễn cháu chịu và nội chịu hả? Không có ý kiến, tại vì mình già rồi. Ôi, không già đâu trả. Nội trời. Hồi xưa người ta có làm mai làm mối giống vậy không? Không. Chứ sao? Thì người ta dắt lại nhà ta làm mai chứ đâu có là vậy đi. Dắt lại nhà làm mai hả? Nó dắt lại nhà làm mai được. Giờ chứ. Dắt lên sân khấu làm mai vậy được không nội? Được, như vậy là tốt đó, đông người vui hơn. Nội có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có chứ, ở nhà cũng có coi. Hay không nội? Hay. Nội coi khoái không? Chú Linh với cô Cát Tường. Dạ. Hay quá, đẹp quá. Dạ. Rồi vậy dạ. Là nội ủng hộ cặp này hả nội? Dạ. Rồi. Rồi, tay đi với ai? Dạ em đi với mẹ với người bác của quê. Có mẹ nữa ha.